hả các bạn đã đến với kênh học Canva ứng dụng. Mình là Nguyễn Đình Hiển, tiếp tục cái chuỗi series làm video ngắn về chủ đề ngôn tình, tình yêu, và sắp tới là Valentine 14 tháng 2. Cảm ơn tất cả các bạn đã quay với lại với kênh học Canva ứng dụng. Mình là Nguyễn Đình Hiển, tiếp tục cái chuỗi series làm video ngắn về ngôn tình, tình yêu. Với bài học hôm nay, mình chia nhỏ thành 3 cái video nhỏ. Bài học đầu tiên thì này nó sẽ có 2 trang với những cái background khá là đáng yêu và dễ thương, mình đã có thiết kế sẵn. Bạn nào cần thì cứ comment bên dưới. Này nó chỉ có một tab và một cái icon thôi, trông khá đơn giản. Rồi mình tạo một cái trang trắng, rồi vào phần nội dung tìm đến cái background có chú gấu. Rồi click chuột phải, mình dùng làm hình nền. Rồi thêm cái test. Test này là Francois One. Rồi mình nhập tiền thôi. F. À không, văn bản. F run. Ok, nó đây. Quay về đại trang hiện hành. Kéo nó lên. À, kéo nó vào. Bắt vào, thu nhỏ lại, kéo lại. Trên là trắng hiệu ứng, đổ nền, đổ bóng. Còn chưa trắng, còn hiệu ứng, nó là cái này. Rồi mình di chuyển cái hướng. Rồi ok. Rồi mình tiến hành thêm cái thành phần. Bông hồng. Đây. Mình có thể thêm nhiều hoặc ít cũng được. Thêm thì nhấn Antalat, lết chuột kéo. Ok. Nhịp thở. Rồi xong mình lên đây mình
hiệu ứng cho test. Rồi quét hai cái này, mình tạo một cái hành động cây mà mọc từ dưới lên. Ok vậy là mình đã hoàn tất xong một cái trang cơ bản. Ở trên đây nó cũng có là hai thì mình chỉ cần nhân bản một cái là đủ, và tiến hành cướp cái đoạn test vô tình và bắt vào là hoàn tất. Ok bạn có thể click vào mũi tên ngược chiều nhau để xem demo trước khi mình xuất ra sản phẩm nha. Và cuối cùng mình vào click vào ở đây, nó của nó là trang 3 trang 4, chọn dạng MP4 rồi click trang 3 trang 4. Xong mình tải về sản phẩm của mình. Vậy là đơn giản vài bước mình có một cái video ngắn về tình yêu ngôn tình. Nếu các bạn thấy chia sẻ hay hữu ích đừng quên để lại một like cho mình nha. Rồi, kết thúc bài học thứ hai. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học thứ ba. Một cơn mưa cây hoa trái tim. Một vườn cây trái tim. Này thì chỉ có những cái thành phần, có 4 thành phần, một cái test. Video này thì nó gồm 2 trang. Đầu tiên mình tạo một cái trang trắng và nội dung chọn bách rau này là đây, mình phải quay lại về đúng cái trang hiện hành thì nó mới hiển thị ra. Lên chuột phải dùng làm nền, mình vào thành phần vườn cây trái tim. Rồi chỉ cần nhấn lít đề antelat kéo, antelat kéo phong vườn cây. Đây là chọn phong gì, set quick avi, rồi lại văn bản test mình chọn. Và là văn bản thì mình đánh cái thằng set with coffee. Rồi quay lại về cái trang hiện hành, mình lít chọn nó. Rồi cuối cùng mình nhập văn bản. Kéo lên là cho nó vừa. Xem phong này bao nhiêu, 38 Nếu mà những cái khoảng cách giữa dòng này nó quá xích với nhau, mình có thể tùy chỉnh lại, tăng lên một xíu cho nó dễ nhìn, hoặc có thể giảm xuống. Rồi thay đổi cái phông màu đó.
Đây là những cái video thực hành mẫu. Các bạn có thể tùy chỉnh theo ý thích của mình về màu sắc cũng như các đối tượng nha. Thằng nó tại sao mình cứ làm nhiều mà nó cứ nhìn chung chung. Thật chất khi mình thực hành càng nhiều thì mình sẽ biết được những cái công cụ mình sử dụng một cách nhuần nhuyễn, mà cho ra nhiều cái sản phẩm đó cảm giác nó độc đáo hơn nhiều. Vì đây là Canva ứng dụng mà, cơ bản cái gì cũng phải bắt đầu từ những cái cơ bản. Rồi cuối cùng mình thêm cái hiệu ứng cho nó. Ở đây là hiệu ứng nhịp thở nè, là cho cái background nó chạy. Rồi cái này thì mình cho nó hiệu ứng chữ chạy 4. Cái này mình cũng có thể làm một cái hiệu ứng khác, hoặc là để cho nó sử dụng chung cái hiệu ứng cái hình động nhịp thở của cái background luôn. Không thì mình sẽ quét 4 thằng này rồi mình cho nó mọc lên. Ê, vậy là xong cái trang chuẩn. Mình tiến hành nhân quảng nó lên và cấp cái phần test còn lại vào. Rồi, vậy là cái bài học thứ hai này mình kết thúc tại đây. Với cái bước cuối cùng là lít tải trang 7/8 định dạng MP4. Rồi xong nhấn tải. Rồi chúc các bạn thành công nhé. Với cái bài học nhỏ thứ ba trong cái video này thì mẫu này mình sẽ sử dụng một cái trái tim và những cái chữ công và một cái icon lớp này. Cái video này thì nó gồm hai trang. Rồi bắt tay vào, mình sẽ tạo một cái trang trắng và phần nội dung chọn background, đích chuột phải dùng làm nền, vào thành phần. Thì mình ở đây sử dụng một cái trái tim. Phải quay lại cái trang hiện hành. Trái tim. Rồi kéo chỉnh cho nó nhỏ vừa lại, vô cái hình tròn này. Một cái chữ lớp đây. Rồi cái văn bản bên gì. Văn bản đánh bên gì. Nhập sát luôn. Rồi quay trở lại trang hình. Mình nhấn chọn kéo cho nó. Rồi lấy cái test. Mưa rơi gió thổi, mặt trời tỏ nắng. Ok, bắt đầu mình hiệu chỉnh cái hiệu ứng của nó. Chữ gia giảm cho nó nhỏ lại.
Rồi, cuối cùng xong, mình chỉ cần thêm cái quên mới hiểu chính là nó là nhịp thở. Còn cái test này thì mình cho hành động. Và cái lót này thì cho nó trôi đi. Rồi, vậy là xong một cái trang chuẩn, mình tiến hành nhân bản, lấy test và copy thôi. Này nó hơi to, mình chỉnh cho nó nhỏ lại xem. À, kéo lên. Ok. Vậy là bài học thứ ba mình cũng hoàn thành, kết thúc. Chỉ cần vài bước đơn giản, mình có một cái video ngắn gọn, tăng lực tương tác mình sẽ tốt hơn rất nhiều. Rồi, ở đây là trên 11, 12, mình tiến hành tải nó về trình dạng MP4, lựa chọn 11, 12. Xong, tải xuống là mình có một sản phẩm. Rồi, nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, share và bật nhấn subscribe, nhớ là bật chuông thông báo nha, để nhận những video mới nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại trên kênh Học Canva ứng dụng của mình nhé.